Sáng ngày 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hưng tổ chức đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú, bà Lê Thị Minh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, trưởng các ban ngành đoàn thể địa phương và 70 đại biểu tiêu biểu trong xã đến dự. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hưng và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong triển khai thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Kết quả góp phần đưa xã Phước Hưng được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2022. Dân động quỹ vì người nghèo chăm lo an sinh xã hội với tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Dân động quỹ phòng chống Covid-19 với tiền và hiện vật trị giá trên 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai quả hoạn với tổng số tiền trên 750 triệu đồng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống dân hóa với nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả tính đến cuối năm 2023 toàn xã có 4 trên 4 ấp đạt chuẩn ấp dân hóa có 2.264 trên 2.357 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 96% tổng số hộ toàn xã với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới trách nhiệm Đại hội đã hiệp thương cử 45 đồng chí tham gia quỹ viên Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa mới và đồng chí Lê Thành Nam được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hưng nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, đại hội cử 6 đại biểu dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quỹ An Phú khóa 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng đã khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tham gia tích cực công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.